Làm cách nào để thoát khỏi friend zone? Friend zone là tình trạng khi mà bạn thích người ta, bạn yêu người ta, nhưng mà người ta chỉ coi bạn là bạn tốt, là anh trai mưa, là anh trai tốt mà thôi. Chính bản thân mình cũng đã từng bị friend zone. Nói chung là mình cũng cảm thấy rất là đau lòng, rất là tổn thương, rồi quằn quại, rồi say sưa đủ các kiểu. Nói chung là mình bị thất tình. Thế khi mà mình nhìn lại thì mình mới thấy rằng là mình đã gặp rất là nhiều những cái sai lầm trong quá trình mà nói chuyện với các cô gái. Và mình thấy rằng là mình không đáng bị như thế nếu như mình có những hiểu biết đúng. Thì chính vì vậy mình làm video clip này để dành cho các bạn nam. Bởi vì đa phần các bạn sẽ gặp phải cái trường hợp này để các bạn tránh những cái sai lầm trong cuộc sống của mình và các bạn có những mối quan hệ tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Nếu như bạn chưa đăng ký theo dõi kênh của mình, hãy nhấn vào nút subscribe ngay bên dưới, ấn vào cái chuông bên cạnh ấy để nhận thông báo mỗi khi kênh của mình có video mới nhé. Nếu mà bạn đã từng suy nghĩ như thế này khi mà mới tán tỉnh một cô gái, ok. Đương nhiên là đầu tiên mình không thể nào thể hiện cho cô ấy biết được là mình có tình cảm với cô ấy. Mình sẽ bắt đầu làm bạn với cô ấy, tâm sự với cô ấy, chia sẻ với cô ấy. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy cần. Thậm chí là khi cô ấy cần mua băng vệ sinh thì mình cũng đi mua hộ cô ấy luôn. Đấy. Khi mà bắt đầu là mối quan hệ bạn bè nó trở nên tốt đẹp rồi thì mình bắt đầu là sẽ tỏ tình. Và chắc chắn là cô ấy sẽ đồng ý. Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý rồi. Chúc mừng bạn đã đặt một chân vào thế giới của friend zones. Bạn biết vì sao không? Bởi vì là khi bạn bắt đầu mối quan hệ với một cái tâm thế là tình bạn ấy, thì đương nhiên người ta cũng hiểu đây là tình bạn, chứ hiểu làm sao là tình yêu được. Khi mà người ta đang quen cái trạng thái là bạn bè rồi mà đột ngột bạn tỏ tình thì người ta rất là khó để có thể tiếp nhận cái chuyện đó. Chính vì vậy cái việc mà bạn bị friend zone ấy là lỗi của bạn, chứ không thể nào đổ lỗi cho người ta được. Và giả sử họ có biết thừa tình cảm của bạn đi, nhưng họ thấy bạn không dám thể hiện tình cảm của mình, họ thấy bạn rất là yếu đuối, rất là thiếu tự tin, rất là nhút nhát, rất là thiếu mạnh mẽ, rất là không rõ ràng trong một mối quan hệ, thì họ rất là khó để có thể đánh giá bạn là một người đàn ông thu hút, và tỷ lệ cao là họ cũng sẽ đưa bạn vào cái trạng thái bạn bè mà thôi. Cho nên ngay từ đầu khi mà bạn bắt đầu mối quan hệ là bạn cũng nên thể hiện tình cảm của bạn một cách rất là khéo léo để người ta hiểu được rằng là bạn đến đây để tán tỉnh, để hẹn hò, để cưa cẩm, để yêu đương, chứ không phải bạn đến đây để trở thành một người bạn rất là bình thường. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để thể hiện tình cảm của bạn một cách tự tin, một cách khéo léo, đủ để người ta hiểu được ý của bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn khoảng vài ví dụ để bạn hiểu được cái cách thể hiện tình cảm như thế nào nhé. Cái ví dụ đầu tiên là khi mà bạn đang ngồi nói chuyện với cô ấy. Nói chung là hai người đang nói chuyện với nhau hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Đột nhiên bạn dừng nói, bạn không nói gì nữa. Bạn chỉ ngắm cô ấy thôi, bạn không nói cái gì cả. Và nếu như mà cô ấy đủ cái sự nhạy cảm ấy, thì chắc chắn là cô ấy sẽ hiểu là cái chuyện gì nó đang diễn ra. Đấy, còn giả sử mà cô ấy vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đấy, thì cô có thể sẽ hỏi bạn là sao anh cứ ngắm em vậy, hoặc là sao cậu cứ ngắm tớ vậy. Đấy, thì bạn có thể trả lời là anh thấy em đẹp thì anh ngắm em thôi, đúng không ạ? Thì khi bạn nói câu đấy thì chắc chắn là cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Một cái ví dụ hai đó là bạn chờ một thời điểm nào đó mà bạn biết chắc chắn là cô ấy rảnh. Đấy, bạn gọi điện cho cô ấy và khi cô ấy nghe máy, và thường thì cô ấy sẽ nói là alo thì anh ơi có việc gì thế. Đấy thì bạn có thể trả lời là anh nhớ em thì anh gọi thôi, sao cứ phải có việc thì anh mới được gọi cho em à. Bạn thấy cái câu này là cái câu mà không thể nào là tình cảm bạn bè bình thường được. Một cái câu mang đầy ẩn ý, và cái câu này phải là một cái người tự tin thì người ta mới có thể nói được. Sau khi mà bạn thể hiện tình cảm của bạn rồi và cô ấy hiểu được ý đồ của bạn rồi, thì cái trường hợp thứ nhất xảy ra là cô ấy bắt đầu thay đổi thái độ. Cô ấy bắt đầu trả lời cụt lủn, cô ấy không trả lời, hoặc là cô ấy trả lời cho nó xong. Nói chung là đưa cái cuộc hội thoại vào cái ngõ cụt. Đấy thì bây giờ mình nên làm gì? Thì trong cái trường hợp này thì với quan điểm của mình thì mình nghĩ rằng là tình yêu là một cái đến từ hai phía, nó là một cái sự cân bằng. Không ai đi xin ai tình yêu cả. Cho nên là khi mà mình đến với người ta bằng một cái sự yêu thích, bằng một cái tình cảm nhất định, mà người ta lại thể hiện ra một cái thái độ nó rất là lồi lõm như vậy, thì mình không thích cái chuyện đó. Và mình nghĩ là mình không cần thiết, mình không thể nào cứ mãi lẽo đẽo đi theo một cô gái như vậy được. Mình cần phải quay về tập trung vào phát triển bản thân mình, phát triển cái năng lực, phát triển cái giá trị của mình, và mình có thể gặp gỡ những cô gái khác phù hợp với mình hơn. Cái trường hợp thứ hai là khi mà người ta hiểu được tình cảm của bạn rồi, người ta vẫn bình thường với chuyện đó, người ta vẫn vui vẻ với bạn, người ta vẫn nói chuyện bình thường với bạn, người ta vẫn đi chơi với bạn, thì rất có thể người ta cũng thích lại bạn rồi. Nhưng cũng có thể người ta chỉ đang vui đùa với bạn thôi, người ta không yêu bạn nhưng người ta vẫn muốn giữ bạn lại ở bên mình vì một cái lý do nào đó. Vậy làm cách nào để biết được cái kết quả rõ ràng? Chỉ có cách là tỏ tình thôi. Khi mà bạn tỏ tình ấy mà người ta đồng ý thì không nói làm gì rồi. Nhưng nếu như người ta từ chối, người ta bảo là mình chỉ coi bạn là bạn thôi, rồi mình cần thời gian, rồi anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc, rồi ABC, XYZ. Đấy thì bạn nên làm gì? không nên léo đẽo theo mối quan hệ này nữa, không nên dấn sâu vào mối quan hệ này nữa. Bởi vì trước đấy cô ấy đã biết được cái tình cảm của bạn một thời gian dài rồi mà cô ấy vẫn để cái chuyện đấy xảy ra và dây dưa cho đến thời điểm bây giờ thì chứng tỏ là cô ấy không hề nghiêm túc với bạn và cô ấy cũng không yêu bạn. Cho nên là chúng ta hãy học cách chấp nhận cái sự từ chối đó, hãy dừng lại một cách dứt khoát và lịch sự. Và bạn cần phải tập trung vào phát triển con người mình, nâng giá trị bản thân mình lên, nâng cái sức hút của mình lên và có thể gặp gỡ những cô gái khác. Và khi mà bạn quyết định một cách dứt khoát như vậy, khi mà bạn rời xa cô ấy thì rất có thể người ta lại chủ động liên hệ với bạn. Bởi vì lúc đấy người ta mới bắt đầu cảm thấy trống vắng mà người ta hiểu được cái tình cảm của bạn. Đấy, cho nên là bạn hãy học cái cách là rõ ràng và dứt khoát trong những cái mối quan hệ, tập trung vào phát triển con người mình trước khi mà tập trung vào những cái mối quan hệ khác. Chung kết lại, để thoát khỏi tình trạng friend zone thì bạn cần phải làm hai việc sau. Việc thứ nhất là khi mà bạn bắt đầu một quan hệ thì bạn cần phải bắt đầu với một cái tâm thế là bạn đến đây để mà tán tỉnh, để hẹn hò, để cưa cẩm, để trở thành người yêu, chứ không phải đến đây để trở thành tình đồng chí. Và khi mà cô ấy hiểu được cái tình cảm của bạn rồi thì bạn cần phải lựa chọn một cái thời điểm thích hợp để tỏ tình một cách thẳng thắn và dứt khoát. Câu trả lời chỉ có thể là yes or no, có hoặc là không. Nếu có, ok, chúc mừng bạn. Còn nếu không mà cô ấy vẫn nói là anh rất tốt rồi, em rất tiếc rồi, ABC, XYZ rồi, bạn bè thôi, các kiểu, thì tóm lại bạn nên dứt khoát một quan hệ đó. Bạn cần chấp nhận cái sự từ chối đó. Bạn cần tập trung vào con người bạn, vào sức hút của bạn, vào giá trị của bạn, vào khả năng, vào kỹ năng của bạn. Và rất có thể khi mà bạn dứt khoát như vậy thì cô lại cảm nhận được cái tình cảm của bạn và cô ấy có thể là chủ động liên hệ lại với bạn. Đó chính là cách để bạn có thể thoát khỏi tình trạng friend zone.